gian mà con bận rộn cho công việc của Ngân rất là nhiều, cho nên là không có clip nào để phục vụ cho mọi người hết. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái clip rất là đặc biệt, Ngân sẽ cho nhân viên của Ngân người hát trên tay Ngân, đây là những hình cân mà Ngân đã dán á, cho nên là cái clip này nó rất là hay luôn. Ngân sẽ nhờ sự hợp tác của Vĩnh nữa, cho nên là mọi người nhớ coi nó tiếp nha, nhớ đừng bỏ qua một giây nào hết nhé. A few moments later. Wow. Em chào chị. Từ nãy giờ mới chào mà. Dạ, tại thấy chị chăm chú có điện thoại quá. Em á nha, chị thấy là hay cãi nhất luôn á. Nói vậy thì em đi còn cãi nữa. Hôm nay chị lên trễ vậy? Ủa cái việc chị lên trễ không lên trễ phải báo cáo với em hả? Ngộ chứ vậy? Sáng giờ bán được không vậy? Sáng giờ giao khách sĩ và khách lẻ đi chị. Alo. Ủa rồi sao mà tiền ở dưới chị tính là chị không có thanh toán hả? Là đến chừng nào? Hả? Là khi nào? Chị hẹn đến khi nào? Chị ơi, chị thanh toán trong tháng này liền nha. Em đi rất là bực mình về cách làm việc của chị rồi đó. Nghe không? Lấy cho chị chai nước suối coi tay. Ủa, thấy ta chị không bao bình thường, hôm nay sao có hình xăm vậy? Chị xăm hay chị dán vậy? Em nghĩ sao mà em nói đây là dán vậy hả? Không có, tại hôm qua thấy ta chị bình thường kìa. Thì hôm nay chị xăm nó được không? Được. Đi vô. Đang đâu? Hả? Đang ở trong mà. Hả? Hồi nãy anh thấy nó lên trên đây mà. Tụi nó đây đúng không? Cứ ngồi xuống. Ngồi đâu? Trong đây, ở trong đây. Dạ dạ, em tưới hôm thờ sáng rồi. Không, cháu anh. Ừ? Em phải lạ lắm. Lạ sao? Sáng giờ cọc sáng giờ. Không giỡn được luôn. Không có giỡn được luôn. Em cho anh chị dính đó. Dính gì? Chị biết đâu, nói chung thấy hồi sáng này vô la quá trời luôn. Mình đã tới lâu chưa? Mời giờ, sớm giờ. Làm gì sợ lắm dữ mày?
Mày nghĩ hôm nay có xăm mình nữa. Hôm nay có xăm mình. Ai? Chị Ngân. Ngân có xăm mình. Sao sao mày? Mày với nó kết hợp cho nên đúng không? Không có tự hôm nay có xăm mình đó. Mày với nó kết hợp cho ấy là chôn hù anh để anh khỏi chôn nó hay gì vậy? Mày nghĩ anh sợ Ngân không? Sợ. Mày nghĩ anh sợ Ngân lắm à? Giống sợ quá, anh qua quay biết bao nhiêu lần rồi, giống sợ quá. Ui, tụt hồi chị Nam ra. Thôi anh đi sợ nó dữ mày. Hôm nay xăm mình. Hả? Hôm nay giao xăm mình. Xăm mình, xăm mình. Ngân xăm mình. Nó đang trong này đúng không? Mày nói là anh sợ Ngân lắm đúng không? Đúng không? Anh cho em thấy được thế nào là gọi là thực tế. Nói như này đúng không? Mày làm gì vậy? Mày hỏi ai vậy? Mày bữa nay xăm mình. Wow. Mày làm sao? Mày dán lên đúng không? Mày vô đây thử coi. Vô đây. Mày nói gì? Vô trong đây. Thôi, tốt nhất là bây giờ mày đi về nhà đi. Anh lên làm gì? Anh cảm thấy là em bây giờ em nói với anh nên làm gì? Theo em, anh nên làm gì? Nó nói vậy. Sao bây giờ theo em thì bây giờ anh phải nên làm gì với trường hợp này? Đi về. Về hả? À, đi về. Lý do mày phải đi về? Không phải gì đâu. Cọc lắm. Cọc lắm à? Nhìn anh nè. Học hỏi nha, đàn ông không có gì phải sợ hết, đàn ông phải cứng rắn lên, hiểu không? Tại sao mình phải sợ một người phụ nữ? Có anh nè, ra nói chuyện với coi mày. Đi đó. Có anh này nha em. Bây giờ mày đi đó. Mày nói lại coi. Đi đó. Ê, mày đừng có tưởng là đây quán mày mà thích nàng ai mày nàng nha. Mày ném ai á? Mày ném ai á? Đi ra. Đi ra. Đây mình đang diễn nha, mày mất chạy. Mày la lớn nó diễn rồi mà. Đi ra. Mày. Nhưng mà mày đang diễn bình thường thôi. Phải diễn cho nó giống mày. Mày xé ngã giùm tao. Sao bây giờ mày muốn sao? Mày muốn sao? Bây giờ mày... Bây giờ muốn sao đúng không? Đi ra. Vừa thôi chứ mày diễn gì dữ. Mày diễn nó mới tin là thiệt chứ. Đi ra. Nhưng mà nó là ảnh hưởng đến tao thiệt. Đi tao chưa? Từ từ. Mày. Nhanh. Tao là tao nhường mày đó nha. Nhường cái gì? Tao nhường mày đó. Mày muốn cái gì nữa? Tao hỏi mày đi ra không? Ê, cay thiệt chứ. Mày sao vậy? Sao vậy? Cản anh lâu gì không nghe. Nó đã ra mặt của tôi thôi. Mất mặt thiệt chứ. Mày thấy không? Mày nghĩ con gái mày làm vậy được không không? Đây có nhân viên mày mà mày làm vậy mày có được không? Mày quên không? Con nè, ngồi đi. Mày thấy với một em trong một cái vai trò nhân viên em thấy sao? Em thấy sao tay? Em kêu anh gọi thì đừng có vô, hồi hôm nay lạ lắm mà. Đàn ông mà đâu
mình phải nhùng mấy đứa phụ nữ vậy hả? Hả? Vậy em học theo anh là vậy hả? Chết em luôn. Em gì nữa, mình vô đây. Mày nói gì? Mày nói gì? Mày nói gì? Mày tháp ai? Mày đưa đằng chân mà lên đằng đầu hả? Thả ra, mày tưởng tao sợ mày. Em thả ra. Em thả ra. Anh nãy là anh nể anh nhiều nói một cái thôi. Nha. Điểm em với em đây, em cũng người bán bình thường. Em thông cảm chút xíu, ở đây tiệm của em. Rồi cũng vậy, rồi sao cũng là chủ của em. Nhưng mà không sao, anh là đàn ông. Mày phải tin anh. Mày khỏi cần, tao vô đây. Bây giờ mày muốn gì? Vô đây. Mày từ từ, ba phải vô. Nhanh lên. Mày xé áo ai? Tao là tao, tao gọi là tao. Tao thấy mày em gái, tao nhường mày thôi. Mày đi vô đây. Mày mới muốn ai? Bây giờ mày muốn cái gì? Mày tên tao phá banh cái bếp này không? Mày phá tao chứ mày phá. Mày xin lỗi tao. Tao không xin lỗi về gì, tao phải xin lỗi mày. Mày ngon, mày bước tao. Vậy tao phải xin lỗi mày. Mày tới đây. Mày tới đây. Mày muốn mày. Cái này vô mắt mày liền á. Bớt diễn lại nữa. Cái nướng nó kìa. Cái nướng nó nhìn kìa. Cái gì hoặc đâu? Hay là giờ thì mình... Mày đưa cái má mày đây. Khủng lắm cái má, đưa má này ngon rồi. Đưa cái má đây, tao vuốt cái chảo vô. Má này nó khưng được hả? Nó khưng được đâu. Mày có cái này hơi nhỏ thiệt. Cái này hơi nhỏ. Mày thổi không? Thế này đi. Nhanh lên. Cái gì? Mày muốn gì? Muốn gì? Nói chuyện đàng hoàng. Nhanh lên, không ăn mày với mày được. Nói chuyện đàng hoàng. Mày phải đàng hoàng, tao cho một sáng một. Đi về, đi. Có gì đâu anh làm đi thó. Có sân không? Sân không? Sân? Sao sân kia? Có gì buồn hả? Cửa hàng sao sân kia hả? Thôi ngồi ghế đi anh. Ngồi đi anh. Dạ vâng. Em lo mới gặp hậu quán như lên. Dạ. Quá rồi. Xin con em. Dạ to. Tiền tán lên hả? Má, nó đóng vô. Dạ. Đừng nói với ai là... Đừng nói với ai là hôm nay anh vâng. À, muốn chạy thiệt á. Bên nhà mày tôi nhẹ là nhiều mày rồi. À, về đi, học chị ngang ra mấy cái giờ đó. Đi. À, chết nè. À, dạ. À, đập cái chả cho lưng anh. À. Thôi, đi, về bên đi. Thật à. Ok, anh về xin đáng rồi. Anh nói được, anh nói được. Đừng biết tâm nói. Mày bắt cây gì to con không anh? Mày coi là Bỉnh à? Tại sao chị kia kêu đưa cho anh Bỉnh về xem anh làm hay chị nói vậy?
Đứng lên. Đưa anh Vĩnh ra. Dạ. Nhớ nha. Để em đưa anh đi. Con đưa mấy mình đá thôi. Trời ơi. Con mày Vĩnh nhà mày thôi. Đi không? Con đưa mày đó. Con về nha. Dạ dạ. Gần đây thì sao lại em cứ cho mình với vô. Mẹ nói với em rất nhiều lần. Hôm nay em tưởng là anh đang thăng ý bình thường. Chứ anh để làm sao cho anh không? Đi vô làm việc của em đi. Dạ mà chị ơi. Cái gì nữa? Sắp tới chị cho em nghỉ được không? Tại bận việc gia đình á. Lý do gì khác được không? Dạ tại đột xuất quá nên em hôm nay mới báo. Còn lý do gì khác nữa? Dạ không, chỉ bận đột xuất viện gia đình thôi à. Ui. Sao vậy? Vẫn đi nghỉ, vẫn đi nghỉ. Tại hồi nãy giờ là giỡn. Đúng không? Nãy giờ chỉ em Vĩnh là giỡn, em sợ nên em xin nghỉ đúng không? Đúng dạ. Không? Dạ. Không, hồi nãy giờ là giỡn thì chị lấy lý gì cũng được. Vĩnh ơi! Dạ. Mày làm nó nghỉ, xin nghỉ việc rồi kìa. Vĩnh năm thiệt mà. Xin nghỉ việc rồi. Xin nghỉ việc luôn. Suy nghĩ đúng không? Mình có con chơi mình hát lại thôi anh. Chứ việc đi đi. Việc đi. Chứ chủ mà gác giải thì thôi chứ ai mà làm việc cho được. Thôi, chị giỡn nha. Em coi clip nè, em coi clip. Nè, em coi clip nè. Anh là bộ ấy. Không có đánh gì hết á. Đó, em kêu, em kêu. Nha. Nhưng mà đàn ông gì đâu nói nhiều đó em nghĩ đi khác. Anh thấy chủ vậy là tình nhiên nghĩ việc vậy đúng không hả? Anh thường ngày chị chủ em dễ thương lắm, vui lắm. Anh Vĩnh anh thấy vậy là nghĩ việc luôn. Sợ. Sợ. Sợ giống anh Vĩnh. Thật sự là lúc nãy anh Vĩnh trong quanh còn bất sợ rồi. Không, em thấy anh ra cái bộ đồ thì em thấy rung mà. Có nghĩa là em nghĩ giờ là Vĩnh không hề Vĩnh. Vĩnh nhưng mà cũng bị thiệt. Không có tiền. Còn clip nha. Mày có clip nha. Nó lấy mấy tiền thì thất cả. Mày làm cái sợ gì với mấy ngôi túng của tao đó. Nó cũng có đập trả luôn mày anh thiệt. Không. Nó cũng có ném chén. Không có. Nhất đóng mấy đóng thiệt. Không. Dù là nãy giờ tụi anh là đáng diễn. Tao không biết ngồn chứ tay nó đứng thiệt. Tại lấy ngồn thì mày có thể tập vô thường, tập vô đâu đó. Không. Mày đập vô người ta. Mày biết cho nó thật chứ. Đéo bao giờ có lần thứ hai khởi như thế nào. Mày lợi dụng, nói lợi dụng. Rồi đi. Giỡn đi. Rồi sẽ một ngày nào đó em cũng sẽ bị như vậy. Không có, chị với em ở đây là gần 3 tháng rồi, nói chị thì sao? Chứ em thấy có ai gì mà nói rồi trong như này. Rách rỡ này. Không, Diễn. Em đi đưa clip cho coi đi đó. Mày muốn mà lỡ mà nó nói với em là kiểu như quay clip TikTok rồi này kia để em bán yến á. Thì thôi. Em tới đây là đi bán miếng thôi, không phải tới về cái gì. Dạ. Ok. Chúc em mình thích thật. Đi dài luôn đi. Anh một trong những cái sai lầm nhất trong cuộc sống của anh là đồng ý phụ nó chôn. Tại đây biết đứa nào đang là đứa bị chôn. Ra đây ra, lời vú hết. Anh về.